Chương 31, Hiến pháp 3 chương, ặc, à, Dương Thần hối hận mình đã được lựa chọn theo kỳ thi. Sớm biết đã lựa chọn tài liệu phù hợp với tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng lúc này đành phải kiên trì đến cùng, nói, cũng chỉ là hứng thú thôi. Tôi học ngoại ngữ còn có chút thiên phú. Ồ, vậy anh còn có thiên phú gì? Lâm Nhược Khê xoa hai tay trước ngực, vẻ mặt không tin, Dương Thần sờ sờ cái mũi, khó có thể mở miệng. Thật ra thiên phú của tôi còn khá nhiều đánh nhau, giết người là thành thạo nhất. Nói đến công nghệ cao cũng biết một chút, làm máy bay chiến đấu, xe tăng, chơi súng ống cũng coi như là kha khá. Hơn nữa những chuyện này khó có thể nói ra, chỉ lắc đầu nói, không có, khả năng cũng chỉ có giới hạn, bà xã đại nhân minh dáng, không được gọi tôi như vậy, lông mày của Lâm Nhược Khê lại dựng đứng lên một lần nữa. Thay đổi cách gọi làm cô không tự nhiên xưng hô được, buồn bực nói, Dương Thần mặc kệ nguyên nhân gì nếu anh lựa chọn quốc tế ngọc lôi trở thành nhân viên của tôi tôi phải nói rõ với anh một chuyện cô muốn khai trừ tôi dương thần buồn bực buông tay nay tôi nói bà ạc à, lâm tổng ơi tôi rất vất vả mới tìm được phù hợp với yêu cầu của cô như vậy ngồi văn phòng thể diện có thể là một công việc khô không khốc cô không cần đối xử với tôi tàn khốc như vậy mặc dù tôi có hơi đẹp trai một chút phong độ một chút Tuy có thể gây độc hại đến các nữ nhân viên một chút, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông trung tình, làm sao có thể chiêu hoa gẹo nguyệt đây? Hơn nữa, hoa giải không có mùi, cô xem là. Im miệng, lâm nhược khê không chịu nổi vỗ mạnh xuống bàn, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Con người này ra mặt quá dày, chẳng lẽ sinh viên tốt nghiệp đại học cũng có phẩm hạnh như thế này hay là do cái nhìn của người nghĩ khác, khóe miệng dương thần khẽ nghẹn cười, không biết như thế nào, Mỗi khi thấy bộ dạng vợ mình xấu hổ, trong lòng lại có một niềm thích thú khó tả, giống như thi nhân viết cái loại nghệ thuật này. Cúi đầu dịu dàng một chút, giống như hoa sen không thẹn thùng trước gió, đương nhiên, Lâm Nhược Khê có lẽ là đóa hoa sen, nhưng cô không cần thiết phải dịu dàng. Cô là một phụ nữ thành phố kiêu ngạo, thêm một chút nũng nịu, thuần khiết mới hấp dẫn người nơi đây. Một lúc lâu, Lâm Nhược Khê mới bình tĩnh trở lại, mắt lộ ra sát khí nhìn chằm chằm dương thần nói dương thần ở công ty chúng ta cần có hiến pháp tạm thời được thế nào cũng được dương thần cũng không tranh giành cùng cô bé thứ nhất tôi không cho phép anh xưng hô cái kiểu buồn nôn như vậy chỉ được gọi là lâm tổng hoặc chủ tịch giống các nhân viên khác thứ hai anh không thể vô duyên vô cớ chạy tới phòng làm việc của tôi ở nơi công cộng không được đi quá gần phải duy trì khoảng cách thứ ba anh không được nói cho những người khác trong công ty chuyện chúng ta kết hôn phải giữ bí mật thứ tư đợi chút không phải là tam chương là chỉ có ba điều quy định thôi sao tại sao còn có thứ tư dương thần giơ tay kháng nghị dầm lâm nhược khê đập hai tay xuống bàn trừng mắt tôi nói mấy điều là mấy điều tôi nói mấy cái là mấy cái không cho phép anh xen mồm vào À, vâng dương thần cười khổ lâm nhược khê nói tiếp thứ tư anh đi làm ở công ty của tôi, tôi sẽ chú ý giám sát anh. Anh không được phá hỏng công tác trật tự của công ty. Anh chỉ cần an phận, tôi sẽ không đuổi việc anh, thậm chí sẽ tiếp tục bao che cho anh, nhưng không cho phép anh tự ý gây chuyện thị phi. Thứ năm, nghe Lâm Nhược Khê nói khoảng hơn 10 phút sau, Dương Thần ngáp một cái, Lâm Nhược Khê mới dừng lại, "Lâm tổng, nói xong, nói xong rồi tôi đi xuống lầu trước." Dương Thần nịnh nọt cười nói, sợ lại sinh ra một quy định mới. Hắn cũng quên hết có bao nhiêu điều. Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, trước hết nói đến đây thôi, nói tóm lại là điều nào anh cũng cần phải tuân thủ. Anh ở bên ngoài quấy rối như thế nào tôi cũng sẽ không quản anh. Đó là chuyện của anh, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng ở công ty anh phải nghe tôi, an phận thủ thường. Dạ dạ dạ, dân thần đáp vội vã không ngừng, đứng dậy rời đi, đúng lúc này trên bàn làm việc chiếc điện thoại thời thượng vang lên. Lâm Nhược Khê đưa tay nhấn cây nút, chợt nghe trong điện thoại truyền đến giọng lạnh nhạt của thư ký Ngô Nguyệt, Lâm Tổng. Tổng Giám đốc hứa chí hoành hẹn chị tham gia bữa tối tại khách sạn Lam Loan để trao đổi về khoa học kỹ thuật Đông Hoa cùng hợp tác với quốc tế Ngọc Lôi của chúng ta. Năm nay sẽ công bố một buổi trình diễn thời trang, nghe thấy cái tên, hứa chí hoành, Lâm Nhược Khê nhíu mày, Ngô Nguyệt, không thể từ chối sao, bên kia điện thoại Ngô Nguyệt do dự, mới nói, Lâm Tổng, chị đã từ chối anh hứa ba lần rồi. Lần này trao đổi chính là lần công bố trình diễn thời trang. Khu triển lãm bố trí xây dựng của chúng ta, đều cần đến khoa học kỹ thuật đông hoa cả về mặt tài nguyên lẫn quan hệ ủng hộ đối phương. Lý do rất đầy đủ, nếu từ chối, e rằng. Được rồi, tôi biết rồi, Lâm Nhược Khê khẽ nhấp miệng, cô giúp tôi sắp xếp một chút. Buổi tối nay tôi sẽ đi, đặt hai chỗ ngồi đi lâm tổng cần tôi đi theo sao không lâm nhược khê ngẩng đầu liếc mắt nhìn dương thần đang lén lút đi ra cửa tôi sẽ tự mình lái xe đi hết giờ làm việc cô có thể về nhà dạ lâm tổng ngô nguyệt thấy mặc dù hơi kỳ quái nhưng tuyệt đối phục tùng không hỏi nhiều cúp điện thoại vừa muốn chạy ra cửa dương thần liền áy náy quay đầu lại cười thảm nói lâm tổng cô không phải muốn tôi đi khách sạn lam loan mà theo tôi nhớ đó là khách sạn năm sao Cô xem bộ dạng tôi nghèo hèn giống đi khách sạn 5 sao cùng cấp trên sao. Hơn nữa nói chuyện kinh doanh tôi cũng không hiểu, không giúp được gì rồi. Lâm Nhược Khê cười lạnh nói, anh nghĩ tôi muốn dẫn anh đi sao? Nói nhảm sẽ rất mất thể diện, chẳng qua tôi kết hôn với anh chính là muốn anh có mặt trong những buổi tối như thế này. Anh nghĩ hết biện pháp đừng cho hứa trí hoành kia đến gần tôi, tốt nhất là khiến hắn mất hết hy vọng, có thể công kích thẳng vào người không, dương thần không kiên nhẫn nổi nếu không tôi cho anh ta một nhát đau là được rồi. Không được, anh không được khiến hắn tiếp cận tôi nhưng cũng phải để chuyện kinh doanh của chúng ta thành công. Lâm Nhược Khê gần từng tiếng nói, thở một hơi thật dài, dương thần nhìn qua Lâm Nhược Khê vài lần, lẩm bẩm miệng. Tôi nói Lâm Tổng, cô muốn mướn chồng hay là mướn ngôi sao màn ảnh Oscar đây? Chúng ta ký hợp đồng, trước mặt người khác ở bên ngoài, anh phải sắm vai cho thật tốt. Là đàn ông phải giữ chữ tín. Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng của Dương Thần kinh ngạc, trong lòng cũng hơi đắc ý, thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Thần đã trở lại với bộ phận PA. Hắn cũng tò mò không hiểu tại sao lại bị kêu vào văn phòng chủ tịch. Đã đến giờ tan tầm, toàn bộ buổi chiều trong phòng làm việc chỉ có Mạc Thiện Ni ngồi thờ phi phi. Không hiểu cô ấy làm sao, từ trước đến nay chỉ coi trọng ý kiến của chính mình, tại sao chủ tịch Lâm Nhược Khê lại từ chối đề nghị sa thải Dương Thần lại còn không biết vì sao lại kêu Dương Thần tới văn phòng của cô ấy. Chẳng lẽ Dương Thần có hoàn cảnh đặc biệt, mấy vấn đề này vẫn quang quẩn trong óc mạc thiện nghi, khiến cô mất ngủ suốt đêm, lại nói đến Dương Thần. Từ chối lời mời tiệc rượu của một đám đồng nghiệp nữ. Một mình lén lút đi vào tầng hầm để xe của quốc tế Ngọc Lôi. Ngồi trên chiếc xe Bentley lịch sự tao nhã là Lâm Nhược Khê, có hẹn tới khách sạn Lam Loan. mươi 32, anh trai khách sạn Lam Loan 2 năm trở lại đây mới được nâng cấp lên thành khách sạn 5 sao nằm ở phía đông thành phố Trung Hải, là một sơn trang nghỉ ngơi lý tưởng. Một bờ hồ nước nằm sát vào nhau, màu sắc nhã nhặn, nồng nặc tư tưởng kiến trúc xây dựng của Scotland khiến không ít giới thượng lưu chọn nơi này để bàn chuyện kinh doanh. Vừa xuống xe, Lâm Nhược Khê bước đến bên cạnh Dương Thần, đột nhiên giơ tay kéo cánh tay Dương Thần. Giống như kiểu con chim nhỏ hạnh phúc nép vào, thản nhiên nói, đi dương thần mỉm cười cô diễn trò như này sao muốn cho người ta biết chúng ta rất thân mật sao phải tươi cười lên chứ bộ dạng lạnh lùng của cô cứ như là oán phụ ấy anh mới là oán phụ lâm nhược khê khó xử nhíu mày đúng là vẫn không thể tươi cười thực ra là cho dù có kéo cánh tay của dương thần đối với cô mà nói đã là thử thách lớn lao lắm rồi cô lắc đầu nói cứ như vậy đi không nên để lộ ra cái gì như vậy sẽ không thành vấn đề dương thần nghĩ thầm rằng là mọi người đều không tin nhưng trung quy lại không nói ra nếu cô vợ chủ tịch muốn diễn trò vậy mình chơi đùa cùng cô ấy là được dọc theo đường đi vào khách sạn hai bên đều là phong cách hình trụ athen tượng nữ thần điêu khắc tiến vào đại sảnh còn xuất hiện các loại tranh về các danh nhân nước ngoài tranh sơn dầu phong cảnh bối cảnh tráng lệ làm cho cả khách sạn lam loan tràn ngập vẻ sang trọng cổ điển hoàn mỹ dung hợp với hơi thở người đến đây áo mũ đều chỉnh tề sắc mặt đều kiêu căng không thích tranh sơn dầu dương thần đập đập miệng tôi cảm thấy bức tranh còn không bằng dùng ảnh chụp còn rõ ràng hơn một chút kéo cánh tay dương thần đang từ từ thưởng thức những bức tranh trên hành lang làm lâm nhược khê liếc mắt khinh thường dương thần một cái không có khả năng giám định và trình độ thưởng thức thì bớt nói đi không ai nói anh câm đâu phải rồi nếu không làm sao tôi phải đi bán thịt dê xiên nướng vẻ mặt dương thần đắc ý lâm nhược khê lườm hắn một cái nhỏ giọng nói nhớ kỹ nha để cho anh ta đi vào tôi không ra hiệu thì anh đừng mở miệng anh đừng nói nhiều lời tuân lệnh lâm tổng dương thần cố nén cười gật gật đầu hai người quần áo chỉnh tề theo tiếp tân dẫn đi đến một căn phòng lớn dựa vào ven hồ ngẩng đầu nhòn căn phòng này không ngờ lại mang đậm phong cách tôn giáo judas cửa gỗ màu trắng ngà khắc hoa được mở ra một gã mặc đồ tây màu đen tóc hơi xoăn, dâu không nhiều nhưng người đàn ông thô kệch đột nhiên tươi cười đứng ở cửa. Tư thế mời nói, hoan nghênh lâm tiểu thư, công tử nhà tôi chờ đã lâu. Rất hiển nhiên, người đàn ông này trước tiên đã nhìn vào người lâm nhược khê kéo tay dương thần. Con mắt cũng liếc một cái, lâm nhược khê thản nhiên gật gật đầu, kéo dương thần đi vào trong phòng. Một cỗ cây cỏ mùi lavender dài ở trong không khí, vừa hay làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Nhược khê cuối cùng cũng đợi được em đến rồi. Một giọng nam truyền đến, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng riêng, đứng lên là một gã mặc quần áo màu lam, tóc ngắn trông rất sang trọng, khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tuấn tú. Cái khó có được ở hắn là cái khí chất tôn sùng, không phải nhà giàu thật sự thì khó có thể nuôi dưỡng được. Lâm nhược khê mặt tỉnh bơ gật gật đầu, hứa tổng khách sáo rồi, hứa chí hoành cũng lạnh lùng đáp lại không có vẻ gì là xấu hổ, mặt vẫn cười đi lên phía trước mang theo nụ cười khiêm tốn trưởng thành chân thành tha thiết nói mời em nhiều lần mà khó có được cơ hội cha em nhắc đến em nhiều lắm ông nói em bận công việc thật ra thì anh không ngại em có thể tới đây cùng anh ăn một bữa thế là đủ rồi rất khó tưởng tượng tổng giám đốc đưa ra thị trường là người thừa kế của một gia tộc lớn thứ năm ở trung hải mà lại phải tỏ ra thân thiết lấy lòng một người phụ nữ cùng ăn một bữa anh đã mãn nguyện rồi nói như này sẽ có hiệu quả những người phụ nữ khác không biết sẽ như thế nào nhưng lâm nhược khê dường như không ưa chỉ miễn cưỡng nói anh khách sáo rồi sau đó không nói thêm gì nữa hứa trí hoành cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường tự mình kéo ghế mời lâm nhược khê ngồi đây mời nhược khê ngồi từ đầu đến cuối hứa trí hoành và gã tục tàn kia hai người chủ tớ bọn họ dường như đều không thấy lâm nhược khê kéo tay một người đàn ông như kiểu sự tồn tại của người đàn ông kia giống như không khí bình thường vậy lâm nhược khê từ lúc này đã cảm thấy xem nhẹ trí tuệ của hứa trí hoành anh ta làm như vậy căn bản là gây khó dễ cho dương thần nghĩ đến chuyện dương thần sẽ bị tra hỏi rõ ràng người nào không có việc gì lại tin chủ tịch của một công ty lớn lại kết hôn cùng một người bán thịt dê không quen biết gì đây Hứa trí hoành xem ra đã sớm biết kết hôn giả là mưu kế của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê đành phải buông tay Dương Thần ngồi xuống. Mà Dương Thần cũng không có gì là không tự nhiên, tự mình kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Nhược Khê. Đúng lúc này, vẫn đang cười ngây ngô không nói lời nào thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Dương Thần. Một tay kéo ghế ra đầy trở về, vẫn như trước cười ha hà nói, không biết vị tiên sinh này là ai. Thiếu gia nhà ta chỉ mời Lâm Tiểu Thư đến dùng bữa tối thôi. Không đợi Dương Thần và Lâm Nhược Khê mở miệng, vẻ mặt hứa trí hoành dị dàng cười nói, mau cầu, không được phép vô lễ. Ta nghĩ vị đây chỉ là anh trai của Nhược Khê thôi. Là hai anh em bọn họ tình cảm thân thiết cùng nhau tới thôi, anh. Dương Thần thấy hơi bất ngờ với trình độ diễn trò của chủ tớ nhà này, cười nói, ôi, không đơn giản như vậy đâu. Hai người có biết tiểu Nhược Khê nhà tôi thường ở trên giường gọi tôi là, anh tốt, không, im lặng hít thở không thông không khí im lặng đừng nói chủ tớ hứa chí hoành và mao cầu này vừa nãy còn muốn chế nhạo dương thần ngay cả lâm nhược khê cũng kinh ngạc lời nói nghẹn ở cổ họng cô chừng mắt muốn bóp chết tên lưu manh dương thần này tại sao lại có thể nói ra chuyện này tuy rằng biết đây chỉ là cố ý phản kích lại hai chủ tớ hứa chí hoành nhưng nói quá rồi quá rồi nghe được lời nói phong đãng như thế khiến lâm nhược khê không khỏi như tới mấy ngày trước đã cùng hắn cùng đi đến tột đỉnh khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ kiều diễm ướt át hứa trí hoành nhìn thấy lâm nhược khê đột nhiên trở nên thẹn thùng đầu tiên là xúc động mê say ngay sau đó lại nghĩ đến lâm nhược khê vì người đàn ông này mà thẹn thùng trong lòng nghĩ mà lạnh cả người chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ thật sự không đơn giản sắc mặt hứa trí hoành tái nhợt trở nên khó coi anh ta miễn cưỡng cười nói tiên sinh thật biết nói giỡn nhưng nếu đã đến đây rồi thì chính là bạn bè Mao cầu không được cùng tiên sinh đây nói giỡn. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, dương thần không khỏi xem trọng hứa trí hoành vài phần. Xem ra anh ta không phải là đầu óc con nhà giàu vô dụng mà cũng biết chịu đựng, Lâm Nhược Khê thật không hổ là một người phụ nữ bá đạo. Mặc dù cái tính cách ấy sẽ làm không khí thêm phiền não hơn, nhưng vẫn nhớ tới mục đích chính đến đây. Lâm Nhược Khê lấy lại tinh thần, nói với hứa trí hoành, hứa tổng, hay là chúng ta nói về mốt mùa thu này trước sau đó hắn nói chuyện hợp tác. Thời gian còn sớm mà, được được, hứa chí hoành không hề để ý tới dương thần, rất nhanh khôi phục lại khuôn mặt công tử tươi cười, nhược khê nói cái gì thì là cái đấy. Hôm nay chủ sẽ theo khách, chương 33, thật là quá quan tâm, tùy hứa chí hoành rõ ràng là đang lấy lòng lâm nhược khê, nhưng khi bàn chuyện làm ăn, thì lại lúc tiến lúc lui, cần nhượng bộ thì nhượng bộ, cần cứng rắn để đạt được lợi ích thì sẽ không bỏ qua trên thực tế hứa chí hoành rất rõ đối phó với người như lâm nhược khê cái cách lấy lòng không có tác dụng đều là người làm ăn nhất định phải làm cho đối phương tin tưởng nếu một người con gái đến sự nghiệp cũng không chịu từ bỏ thì hỏi làm sao mà thắng được đây chứ người phụ nữ mạnh mẽ như lâm nhược khê thích cái gì giống như vậy khi bước vào việc chính thì lâm nhược khê cũng trở nên nhiều lời ăn uống vui chơi cá nhân cô không giỏi cho lắm, nhưng trong làm ăn, cái người vừa đẹp vừa không ra làm sao cũng có vài phần tính toán, nhiều lúc phải dùng lý lẽ để giành được lợi ích lớn nhất mới chịu dừng lại, kể từ lúc bắt đầu đến giờ, ước chừng một giờ đồng hồ, dương thần không có việc gì làm, giống như mau cầu người ngồi bên cạnh chẳng có việc gì, nhìn qua nhìn lại. Mao cầu hiển nhiên cũng có vài phần hứng thú với Dương thần, thỉnh thoảng lại Dương ánh mắt thách thức hắn đối với kẻ không có văn hóa nói thật dương thần không thích cho lắm tuy từ ánh mắt đầu tiên từ lúc bước vào dương thần đã thấy sức chiến đấu của thằng cha này có thể nói là một thằng lính đánh thuê đẳng cấp trong quân đội cũng phải là sĩ quan huấn luyện gì đó nhưng vẫn chỉ gọi là bình thường vẫn chưa được đạt tới đẳng cấp chiến binh như theo quan điểm của dương thần do vậy khi mao cầu ném về phía mình ánh mắt thách thức khinh thường dương thần muốn chạy lại cho thằng cha đó một cái bạt tai để gã tỉnh táo lại nhưng lại nhớ ra dương thần bây giờ trong dáng vẻ của một nhân viên văn phòng không được tùy tiện đánh người phải nghĩ đến việc làm ăn của vợ đã chứ kết quả là dương thần đành phải ngồi đó tay cầm điện thoại của lâm nhược khê tải trò chơi bong bóng rồng từ trên mạng và chăm chú chơi trò bắn pháo được hy vọng hứa tổng giữ đúng lời hứa tại cuộc họp báo trang phục mùa thu năm này phần thiết kế sân khấu của quý công ty và trang phụ mùa thu của công ty nhất định phải chiếm được cảm tình của càng nhiều người tiêu dùng càng tốt lâm nhược khê ký tên vào bản hợp đồng đã được sửa đổi vì đàm phán trong thời gian dài đôi má hồng hồng lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm có hứa trí hoành thấy vậy ánh mặt hiện rõ đang thẫn thờ vài giây rồi trịnh trọng tuyên bố nhất định rồi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ sau khi hai người trao đổi văn kiện như thế công việc mới được coi là xử lý xong Lúc đó đã là 7 giờ tối, việc chính xong rồi, tôi nghĩ Nhược Khê cũng đã đói rồi, chúng ta gọi vài món ra đi. Lâm Nhược Khê quả thật có phần đói bụng, giống như tất cả phụ nữ khác, để giữ được dáng, Lâm Nhược Khê buổi trưa chỉ ăn có 3 miếng sandwich. Bận đến tối, cô ta cũng đói cồn cào, nhẹ nhàng gật đầu, hứa Chí Hoành vỗ tay, nhân viên phục vụ ở ngoài cửa nở nụ cười và bắt đầu làm việc. Bữa tối là một bữa cơm Tây truyền thống. Khi từng bộ dụng cụ ăn được đặt lên bàn, Lâm Nhược Khê có phần lo lắng nhìn Dương Thần ở bên cạnh, rất rõ ràng đột nhiên chuyển thành cơm tây, mục đích làm Dương Thần mất mặt, anh đây tên là gì? Hứa Chí Hoành cười mà như thể không cười hỏi Dương Thần. "Họ Dương, tên Thần." Dương Thần nấc lên một cái, hắn cũng vừa mệt vừa đói, bữa tối lại là cơm tây, trong lòng nghĩ, một bát mì có vẻ thực tế hơn, ngài Dương, lần đầu gặp gỡ cũng chẳng có cái gì gọi là quà gặp mặt. Tôi gọi một chai Nebbiolo 92 năm tuổi, mời ngài xưa ngồi nhấm nháp, vừa nói xong, liền ra hiệu cho phục vụ mang chai rượu nho quý giá ra. Dương Thần cười thầm trong bụng, cũng chẳng nói gì, ba ngón tay đỡ lấy cái ly trên bàn, để cho người phục vụ rót rượu vào ly. Người phục vụ chỉ rót một chút rồi dừng lại, Dương Thần không lấy làm bất ngờ, rồi tu ly lại, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại chiếc ly rồi ngửi một chút, rồi đưa ly rượu lên để cho rượu trong cốc vừa chạm vào đầu môi rồi nếm một ngụm nhỏ, chứng kiến đến đó, Lâm Nhược Khê đang run rẩy lo lắng bỗng nhiên thoải mái hơn và hiểu rõ hơn, cái tên vô lại này dù sao cũng lớn lên ở Mỹ, cơm tây truyền thống nhất định là được ăn rồi, chỉ không biết là có hiểu được cái nhãn rượu nho nổi tiếng Nebbiolo này không. Hy vọng là không nói bừa nói bậy, làm mất mặt cô. Trong mắt Hứa Chí Hoành lóe lên một ánh mắt kinh ngạc rồi hỏi, "Ngài Dương cảm thấy thế nào, nguyên liệu chủ yếu của Nebbiolo là Piedmont?" Barolo đến từ Italia và khu vực Barbaresco. Nếu nói đến trình độ cao nhất mà họ đạt đến, cũng chỉ bằng loại rượu Margaret đồ Pháp thông thường, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng loại rượu này có thêm hương vị của đinh hương, hồ tiêu, cỏ khô, mai, lê can, hoa hồng, quan trọng hơn là nó có vị đắng của sô-cô-la. Do đó vẫn có gì khác biệt, Dương Thần chậm rãi giải, giải thích, như thể là rượu này là do anh ta ủ vậy, lần này hứa chí hoành hiển nhiên là đang kinh ngạc thực tế dù có nói hắn ta thường uống loại rượu này cũng không thể nói một cách cụ thể những thông tin ấy hắn ta cũng không tin dương thần chỉ là tình cờ biết được những thông tin đó vì mỗi động tác của dương thần đều phù hợp với tiêu chuẩn lễ nghĩa của xã hội thượng lưu phương tây khi dùng bữa ngài dương quả là người thâm hậu thảo nào mà nhược khê muốn anh hộ tống cô ấy cùng đến hứa chí hoành cười méo sạch rồi nói thường thôi dương thần không có hứng nói nhiều với cái tên trống rỗng này nói một cách không úp mờ nếu không có cái gì thì làm sao có thể là chồng của nhược khê nhà tôi vợ nhỉ nói xong liền hướng ánh mắt tình tứ về phía lâm nhược khê hai má núm đồng tiền đáng yêu của lâm nhược khê đột nhiên ửng hồng tuy biết dương thần đang giúp mình đỡ đạn nhưng bị dương thần gọi vợ như vậy làm cho cô ta có gì đó không thoải mái gật đầu một cách miễn cưỡng rồi trả lời như bị mũi cắn ờ một cái sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh cúi đầu nhấp một ngụm rượu giấu đi sư thẹn thùng hứa trí hoành không thể ngờ rằng cái tên bán thịt dê xiên nướng này lại dám đối đầu với hắn ta bắt tay cùng với lâm nhược khê đối phó với hắn ta một tay cầm lấy ly rượu thủy tinh trong suốt bóp chặt cứ như thể gân cốt sắp nổ đến nơi rồi sắc mặt có phần trắng bệch vừa cười vừa nói thì ra hai vị đã kết hôn rồi à thật là ngại quá làm cho tôi thật bất ngờ. Không, không dương thần cười lớn ra vẻ bất cần rồi nói. Tôi biết, đây là diễm phục của tôi, có thể cưới được nhược khê nhà tôi, giống như bông hoa nhài cắm bãi sao 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 châu. Giám đốc hứa không phát hiện ra cũng là bình thường, người như tôi không hay để ý đến những chuyện đó. Vốn tôi đang buồn phiền, trong túi không còn nhiều tiền, làm sao có thể dẫn vợ đi ăn được bữa cơm ngon, không ngờ hứa tổng lại mời ăn tối, thật là quan tâm qua ý tại ngôn ngoại, ông cũng thật là kẻ hồ đồ cơ, hứa chí hoành nuốt cục tức vào bụng, nhấp một ngụm rượu, rồi nói, ngài Dương đang nói đùa, có được yêu ái của nhược khê, làm sao lại nói trong túi không có đồng nào. Chúng ta gọi thức ăn ra thôi, được thôi, gọi thức ăn ra, gọi thức ăn ra. mươi 34, ai thô lỗ, bữa tối. Do niềm ham thích ăn uống của Dương Thần mà món chính bít tết phải gọi đến ba phần thì bữa cơm mới kết thúc, hứa chí hoành thấy xót ruột tên hàng rong bán thịt dê xiên nướng trước mắt ăn uống no say rồi thoải mái ở hơi nguyên nhân cũng là vì hắn đang muốn trêu chọc ta tốn tiền chẳng đáng là bao nhưng cái bộ dạng vô lại của hắn khiến ta không có một chút sức lực để phản công nào những lời công kích cũng chẳng khác nào giơ tay đánh bao cát vô tác dụng cảm ơn giám đốc hứa đã chiêu đãi tôi nghĩ chúng ta nên về thôi lâm nhược khê nhẹ nhàng lau đôi môi mọng phơn phớt son hồng đứng dậy nói lúc này nụ cười của hứa chí hoành đã có chút chán trường, nhược khê, muộn rồi, hay là để tôi bảo mau cầu đưa cô về, buổi tối cô lái xe một mình về không an toàn đâu, không cần không cần, dương thần cười hi hi nói, không phải là đã có tôi rồi hay sao, ăn bốn suất bít tết, giờ tôi khỏe lắm rồi, giám đốc hứa, bít tết của anh nhiều chất dinh dưỡng lắm, ăn vào cứ như uống viagra vậy, bảo đảm tối nay sức lực dồi dào. Nghe lời nói thô thiển này, mấy người bồi bàn đều không nhịn nổi cười, nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt đầy hàm ý, đến thằng ngốc cũng biết trong đầu họ đang nghĩ gì, Lâm Nhược Khê thì đỏ mặt, len lén nheo tay Dương Thần, cô cảm thấy thật mất mặt, trong đầu hứa chí hoành đang quát lớn, đồ dã nhân, đồ quê mùa, đồ xúc sinh nhưng miệng thì chỉ biết nói mấy lời cứng ngắc, anh Dương khách sáo rồi, đó là chuyện nên làm mà, mau cầu, tiễn khách. Lâm Nhược Khê không ngờ trong phòng lại có nhiều bồi bàn thế. Cô kéo tay Dương Thần, bước nhanh ra khỏi phòng. Cô cảm thấy nhân viên phục vụ xung quanh đều chằm chằm nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc mặt cô nóng ran. Tiễn hai người đi khỏi, mau cầu bước vào phòng, dáng vẻ thất thiểu. Hứa Chí Hoành đã buông người nằm trên sofa từ lúc nào để mấy cô phục vụ quán rượu Island Resort xoa bóp hai bả vai. Tiễn rồi à? Hứa Chí Hoành ti hí mắt, thấp giọng hỏi. Mao cầu rút một điếu thuốc ra khỏi túi quần, châm lên rồi hít một hơi dài, cười ngây ngu lộ ra hàm răng vàng khè. đã tiễn rồi. Cô Lâm lái xe nhanh thật, vừa mới đó mà đã không thấy bóng rồi. Hừ hứ Lý Hoành cười lạnh lùng. Con đàn bà ngu xuẩn, nghĩ rằng tìm đại một thằng đàn ông khác là có thể cho mình ra rìa được hay sao? Cô ta xem thường ta quá đấy. Sếp có cần tôi đi xử tên họ Dương không? Tên tiểu tử này rõ ràng muốn đấu đầu với sếp đấy mao cầu thu nắm đấm nói cậu đừng có ra tay trước sai mấy thằng biết việc đi làm là được rồi phải biết rõ về hắn trước đã tôi không tin một thằng bán thịt dê nướng vỉa hè lại biết lô là cái gì còn nữa thằng này hơi bị thô thiền, nhưng xem ra không giống một thằng ngốc đâu sếp ơi anh nghĩ nhiều quá rồi thời đại này có cái gì lên mạng đều biết được hết nếu thật sự là nhân vật tiếng tăm gì đó lẽ nào còn dỗi việc tới mức đi bán thịt dê xiên nướng chứ mao cầu khinh thường nói sai một ly đi một dặm kẻ hành sự làm việc phải cẩn thận đây chính là lý do mà cậu làm nhân viên tôi làm sếp đấy hứa chí hoành lim dim mắt nói nhỏ vâng vâng sếp nói như thế nào thì là như thế tôi sẽ đổi kế hoạch thành ngày mai lên phố tìm mấy thằng lưu manh xử lý tên tiểu tử đó nếu như nó chết cũng đáng thôi mao cầu gãi gãi đầu nói một cách khó hiểu thưa sếp em thấy việc gì anh phải treo cổ trên một cái cây chứ Cô Lâm xinh đẹp thật, nhưng con gái đẹp ở Trung Hải này có thiếu gì đâu. Sếp muốn chơi gái đẹp, là các em phải xếp hàng ý chứ. Chẳng giống như mau cầu tôi, với cái bộ dạng này, không có chi phiếu to. Các em không thèm để ý đến, nói xong mau cầu sờ sờ bộ mặt dâu ria của mình buồn bã nói. Cậu thì hiểu cái gì, hứa chí hoành nói, dáng vẻ của đàn bà chỉ là cái vẻ bên ngoài. Dùng mạo của Lâm Nhược Khê cho dù là toàn trung hải này khó ai bì kịp nhưng cũng không có nghĩa là cả nước này không có, chứ đừng có nói là cả thế giới này phụ nữ đẹp có cả đến hàng vạn hàng triệu. Thế tại sao sếp cứ theo đuổi cô Lâm không chịu buông, Mao Cầu dường như thấy rất khó để có thể hiểu được, Mao Cầu, cậu nghĩ một người phụ nữ, nhất là một người đã xinh đẹp từ khi còn nhỏ, mới ở độ tuổi 20 mà đã nắm giữ một công ty quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi lớn như thế, chẳng lẽ chỉ đơn giản dựa vào ngoại hình của cô ấy hay sao? Tính cách của cô ấy nổi tiếng khắp giới thượng lưu ở trung hải này vì sự lạnh lùng hầu như không có bạn bè nhưng mọi việc của cô ấy vẫn thuận buồm xuôi gió mấy năm gần đây cổ phiếu của ban quan hệ xã hội quốc tế ngọc lôi chỉ tăng không giảm cậu tưởng dễ mà được như thế à lẽ nào sếp vẫn muốn tìm một cô để giúp việc kinh doanh hay sao mặc dù cô ấy là thiên tài trong lĩnh vực quản lý nhưng không có nghĩa tôi thua kém cô ấy chẳng qua trong tâm lý các nhân viên ở ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi, cô ấy có một uy lực vô cùng lớn, vậy nên mới có thể điều khiển được con tàu tối tân quốc tế Ngọc Lôi mà thôi." Hứa Chí Hoành chậm rãi nói, "Tôi muốn có được cô ấy, ngoài việc vì cô ấy là một người đáng để tôi chinh phục, là người duy nhất xứng với tôi, thì còn một và nguyên nhân khác, cậu không thể hiểu được đâu." "Tôi đúng là không thể hiểu được thật." Mao Cầu cười hi hi nói. "Sếp đương nhiên là thông minh hơn tôi rồi." nếu không sao tôi lại đi theo sếp chứ hứa chí hoành hắng giọng nói cậu đừng có vì một việc không liên quan gì đến mình mà không để tâm nhé cái cô mạc thiện ni mà cậu thích đó cũng làm ở ban quan hệ xã hội quốc tế ngọc lôi nếu tôi có được lâm nhược khê đợi đến lúc khống chế được quốc tế ngọc lôi thì những cô gái trong đó cũng không thể nào ở xa cậu được nghe được ba chữ mạc thiện ni mắt mau cầu lập tức sáng lên liếm môi thở ra một hơi sếp ơi sao sếp lại nhắc đến mấy cô ấy Tôi mỗi khi nằm mơ là đều mơ thấy cặp mông lớn của Mạc Thiện Ni. Anh nói xem nếu thật sự đưa được cô ấy lên giường thì phải tốn biết bao nhiêu hồn vía. Anh không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là tối nay tôi lại phải đến câu lạc bộ đêm tìm hoa rồi. Thôi đi, tôi thấy cậu còn thô lỗ hơn cái tên bán thịt dê xiên nướng kia đấy. Hứa chí hoành lừ mắt nhìn mau cầu mắng mỏ, mau cầu hoàn toàn không thèm để ý, miệng cười ha ha ngậm điếu thuốc bước ra khỏi phòng, đợi khi mau cầu đi không lâu hứa chí hoành chậm rãi vươn vai, nắm chặt cổ tay cô phục vụ đang đấm bóp vai cho hắn. Khuôn mặt vô cảm hỏi, bao nhiêu tiền, nữ phục vụ ngạc nhiên, khuôn mặt đẹp đẽ chát một lớp phấn bự màu hồng bỗng đỏ lên, do dự một lát rồi cắn răng nói, năm, năm ngàn. Tôi chưa từng làm chuyện này trước đây, hừ, hứa chí hoành cười gằn lạnh lùng, chương 35, tối nay đợi anh nhé, trên đường trở về Long Cảnh Uyển, Dương Thần định nói với Lâm Nhược Khê vài câu nhưng Lâm Nhược Khê chỉ lạnh lùng lái xe, có vẻ như không hề để tâm xem Dương Thần đang nói điều gì, dường như không nghĩ có Dương Thần đang tồn tại, lại phải đối mặt với Lâm Nhược Khê giờ đã trở lại với dáng vẻ của nữ thần băng giá. Dương Thần bất đắc dĩ nhắm mắt ngủ suốt quãng đường còn lại. Thật ra Dương Thần hiểu những lời nói vừa mới đây ở quán rượu Island Resort đã làm tổn thương cô vợ nhạy cảm của mình, mặc dù khi đó để loại bỏ hứa trí hoành cô không nói gì. Nhưng giờ thì màn kịch đã diễn xong, sự bất mãn lòng về mình giờ mới bộc lộ rõ ràng, mãi đến khi tới trước cửa biệt thự, Lâm Nhược Khê mới lạnh lùng nói, "Xuống xe." "Cô không về sao?" Dương Thần ngạc nhiên hỏi, "Tôi còn có việc, anh xuống xe về trước đi." "Ồ," Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê đầy ẩn ý, cười nói, "Hóa ra giám đốc Lâm thì cũng cần cuộc sống về đêm, đã nói trước rồi mà. Ha ha, chồng của em rất rộng lượng, sẽ không ghen đâu." mặc dù thấy chẳng cần giải thích với tên lưu manh này, nhưng Lâm Nhược Khê cảm thấy nếu cứ bị hắn ta nghĩ linh tinh thì thật là oan uổng. Thế nên cô cau mày đáp, tôi có việc, không phải là việc như anh nghĩ đâu. Dương thần à một tiếng, lòng tôi hiểu rõ mà, chậm chậm xuống xe vẫy vẫy tay với Lâm Nhược Khê nói, chơi vui vẻ nhé, Lâm Nhược Khê chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Quay đầu xe rời khỏi biệt thự, nhìn về phía cái đuôi xe cứ dần biến mất. Dương thần có đôi chút suy tư hắn tất nhiên không cho rằng một cô gái như Lâm Nhược Khê lại dễ dàng đi chơi ở hộp đêm. Lần đầu khi mình gặp cô ấy trong quán rượu, có vẻ như cô ấy mới chỉ có một vài lần đi đến ba uống rượu, nhưng đã muộn như thế này rồi, cô ấy còn đi đâu được chứ? Sau khi Dương Thần về đến phòng mình, Vũ Vương tận tâm mang cả một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn tới, bà quan tâm rất chu đáo đến cậu chủ hờ, này, có vẻ như đúng là yêu nhau yêu cả đường đi thật tắm nước lạnh xong, Dương Thần định sẽ ngủ một giấc thật ngon, nhưng chẳng ngờ đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Dương Thần vốn chẳng quen biết ai, sau khi được Lâm Nhược Khê tặng cho chiếc điện thoại này, người biết số này, ngoại trừ Lâm Nhược Khê và Vũ Vương thì chỉ có Sắc Vi và gia đình nhà họ Lý được Dương Thần đặc biệt cho số. Quả nhiên khi nhìn số điện thoại thì người gọi là Lý Tinh Tinh, vừa nghĩ tới cô bé tính cách dịu hiền như nước, ít nói và hay xấu hổ lòng dương thần đã cảm thấy ấm áp nghe điện thoại hắn nghe điện thoại bằng giọng dịu dàng tinh tinh hạ em dương đại ca giọng tinh tinh ở đầu điện thoại bên kia hơi run rẩy dường như có chút khó mở lời anh đây có chuyện gì thế em em làm phiền giấc ngủ của anh sao lý tinh tinh lo lắng hỏi dương thần phì cười đúng đấy anh vừa mới nằm mơ gặp em thì em gọi điện đến đầu kia điện thoại im lặng một lúc rồi Lý Tinh Tinh mới cười hi hi nói: "Dương đại ca thật biết nói đùa, cẩn thận kẻo bị chị dâu nghe thấy đấy." Nghe được những tiếng cười thành thật của Lý Tinh Tinh, Dương Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, hắn lại sợ Tinh Tinh không chịu nổi đả kích nên lòng buồn bực không vui, xem ra cô bé mặc dù không vui nhưng vẫn rất kiên cường. "Ha ha, chẳng có gì đáng sợ, đúng là em, muộn thế này còn gọi điện thoại, chắc là có chuyện gì quan trọng phải không?" lý tinh tinh lại im lặng hồi lâu rồi mới lại nói nhỏ dương đại ca em em sợ sợ em sợ điều gì dương thần nghi ngờ hỏi là trần phong hôm nay anh ta đến nhà em nói là muốn em trở thành bạn gái của anh ta nếu không thì sẽ dỡ sạp hàng của bố em lý tinh tinh nói đến cuối câu đột nhiên lại sụt sịt có lẽ đã khóc từ lúc trước nên giọng nói mới run rẩy như thế mắt dương thần khép lại giọng hơi trầm xuống tinh tinh em nói rõ hơn đi đầu cuối là như thế nào lý tinh tinh dường như cảm nhận được sự thay đổi của dương thần dần dần điềm tĩnh lại tiếp tục kể lại toàn bộ sự việc nguyên nhân của sự việc xảy ra từ sáng sớm ngày hôm trước lý tinh tinh đi chợ cùng ông lý cha thì bày sạp hàng con thì đi mua rau trước đây lý tinh tinh không học trong trường đại học mà đi học ở nơi khác bây giờ mới chính thức quay về trung hải vậy nên khi lý tinh tinh xuất hiện ở chợ ông chủ đã giới thiệu cho mọi người, không ít người mới nhìn thấy Lý Tinh Tinh lần đầu tiên. Đúng lúc đấy, tên Trần Phong vô công dỗi nghề dắt theo mấy tên côn đồ đi gây sự, nhìn thấy Lý Tinh Tinh xinh đẹp trong sáng thì chỉ liếc nhìn đã quyết định cô ấy phải trở thành bạn gái của mình. Với bản chất giảo hoạt, Trần Phong không trực tiếp tấn công với Lý Tinh Tinh, nói thẳng, nếu cô ta không đồng ý thì sạp hàng cũng không cần phải mở nữa, gia đình nhà Lý đừng mong sống yên ổn ở khu Tây này nữa nhà họ Lý chỉ thuộc tầng lớp bình dân, nào dám trêu chọc Trần Phong, dù sao thì cha của Trần Phong là Trần Đức Hải, người này làm ăn mập mờ, chính là một nhân vật quan trọng trong tổ chức liên minh khu vực phía Tây. Thế là hai ngày hôm nay sạp hàng của ông Lý chẳng thể mở, Lý Tinh Tinh mỗi lần đến trường dạy học đều có người theo dõi, về đến nhà thì bị Trần Phong thúc giục, bắt Lý Tinh Tinh nhanh chóng quyết định, gia đình họ Lý đều sợ hãi đem bảo bối duy nhất dâng đến hang cọp nhà họ trần kia là điều không thể nhưng bạn bè nghe nói người mà họ đắc tội là trần gia thuộc liên minh khu vực phía tây thì đều không dám giúp cho dù có báo cảnh sát thì họ cũng sắp xếp để trần gia là người đúng mà thôi nghe hết câu chuyện của lý tinh tinh trong lòng dương thần đã ngùn ngụt tức giận không thể kìm nén vốn định sẽ để mấy ngày rồi mới ra tay xử lý đường dây mật của khu vực phía tây tiện thể sẽ giải quyết cha con trần đức hải nhưng xem ra hôm nay phải làm ngược lại những điều đã nói, phải khai đao với Trần Gia rồi. Tinh tinh, bây giờ em đừng khóc nữa, mọi việc rồi sẽ được giải quyết. Tin Dương đại ca đi mà, Dương thần an ủi cô, Lý tinh tinh vẫn sụt xịt vài tiếng, cô gái nhỏ bé con một gia đình bình thường, gặp phải chuyện như thế này, ngoài chuyện khóc thì gần như chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ nếu không lâm vào đường cùng thì Lý Tinh Tinh cũng sẽ không gọi điện thoại cầu cứu Dương Thần, vì dù biết thân thủ của Dương Thần rất giỏi, nhưng cũng không dám chắc rằng dương thần có thể giúp cô giải quyết vấn đề được hay không dương đại ca anh nhất định không được làm chuyện ngốc nghếch đâu em còn nghe nói trong nhà ông trần còn có rất nhiều sung đấy lý tinh tinh đột nhiên nhớ ra vội vàng nhắc nhở ha ha em yên tâm vài ngày nữa anh còn đến xem em dạy học nữa mà đến lúc đó em xem anh không bị thiếu chân thiếu tay là được rồi dương thần cười bảo muộn rồi tinh tinh anh sẽ giúp em giải quyết việc này em cũng đừng nói gì với bố mẹ sau ngày mai mọi chuyện đều sẽ được giải quyết xong thật vậy sao lý tinh tinh cảm thấy vừa vui mừng vừa ngạc nhiên dương đại ca này lừa em bao giờ chưa vậy dương đại ca phải cẩn thận đấy dù biết dương thần biết phải làm thế nào nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở sau khi tắt máy dương thần ngồi trầm tư một lúc rồi lại gọi điện cho một số điện thoại khác có tiếng nữ ngọt ngào ở đầu dây bên kia vọng lại ông xã à Sao tự nhiên đã muộn rồi lại nhớ ra gọi điện cho em thế? Người biết dùng hai tiếng ông xã ngọt ngào làm mê mẩn người khác, tất nhiên là sắc vi quyến rũ, dương thần thở mạnh, nghĩ đến cái thân thể mềm mại lại tròn trịa của sắc vi, chỉ muốn chạy ngay đến bên giường cô ấy rồi mới làm chuyện khác, nhưng nghĩ đến giọng nói yếu ớt của Lý Tinh Tinh, hắn liền từ bỏ những suy nghĩ ấy, nói luôn, anh. mươi 36, đến thăm Trần Công Quán, ở thành phố Trung Hải này, trần đức hải cũng được coi là nhân vật số một năm đó một thân một mình lẻ loi đến trung hải làm thuê cơ duyên thế nào lại được một tên đàn anh xã hội đen tại trung hải chú ý dần dần từ chỗ là tay chân ngồi lên vị trí phụ tá đắc lực trần đức hải thủ đoạn tàn nhẫn trời sinh tính đa nghi chẳng đến mấy năm sau thì đã giúp tên đàn anh xã hội đen mở rộng không ít địa bàn trở thành một thế lực không nhỏ ở khu phía tây trung hải mười mấy năm trước Trần Đức Hải lại đột nhiên đi nhờ vào hội trưởng hội Tây Minh hội, có thế lực lớn nhất khu Tây Trư, Đồ Minh Trạch, cũng là cha của Sắc Vi. Sau khi khử ông chủ ban đầu của mình, hắn ta trở thành một trong những đại nguyên lão quan trọng nhất dưới tay Tư Đồ Minh Trạch, do ban đầu Trần Đức Hải đã nắm được thế lực rất lớn từ tên đàn anh xã hội đen đó. Vì thế nên sau khi hắn ta xoán vị thành công cũng không gặp phải quá nhiều sự kháng cự thậm chí rất nhiều người còn nhận định rằng hắn ta mới chính là ông chủ thuận nước đầy thuyền liền ủng hộ hắn ta lên vị trí ông chủ có thể nói nếu như không có trần đức hải thì tây minh hội muốn trở thành bá chủ khu tây thì có lẽ phải mấy năm nữa có người đã từng đùa giỡn nói trần đức hải chính là ngô tam quế đưa mãn thanh qua cửa thành một tích cổ của trung quốc phản bội lại chủ lên vương gia nhưng không ai biết rằng hắn ta lúc nào sẽ tạo phản dù bên ngoài tin đồn là vô số nhưng bên trong tây minh hội lại khá coi trọng trần đức hải dù sao thì cũng có thực lực trong tay trần đức hải là mạnh số một số hai trong số đại nguyên lão của tây minh hội huống hồ mặt càng lộ rõ vẻ tiểu nhân thì càng dễ bị đề phòng vì thế nên hội trưởng tây minh hội tư đồ minh trạch cũng luôn đối xử tốt với trần đức hải mối quan hệ của hai người vô cùng hòa hợp dương thần xem một chút tài liệu của trần đức hải cảm giác đầu tiên chính là nghĩ tới hai chữ kiêu hùng không quan tâm đến luân lý đạo đức thế gian không quan tâm đến quy củ giang hồ hắn ta làm tất cả đều là vì muốn có được một chỗ dựa lớn leo lên vị trí cao nhưng lại có thể từng bước từng bước vững chắc người như vậy nếu như không ngoài dự liệu thì sẽ là một người có thể vượt qua được khó khăn những năm cuối đời trong giới xã hội đen bởi vì bản thân hắn đã là người phản bội Hắn hiểu rõ làm thế nào để ngăn chặn kẻ khác phản bội lại, chỉ đáng tiếc, Người sinh ra một đứa con ngu xuẩn." Dương Thần thấp giọng tự nói một câu, đóng lại chiếc máy tính bảng, ghi nhớ lại tất cả tư liệu bản đồ mà Sắc Vi đưa cho mình trong đầu. Trung tâm thành phố ban đêm, bóng đèn sáng rạng rỡ hình thành nên sự đối lập với vùng đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố. Hơn nửa giờ sau, Dương Thần đỗ chiếc xe BMW ở ngoài một công viên nhỏ ở ngoại ô Trung Hải xung quanh đều là nhà trọ tư nhân của khu dân cư có vẻ rách nát nhà trọ của trần đức hải nằm ở ngay bên bờ sông cách đó khoảng một cây số nếu như chiếc xe đỗ quá gần thì không có lợi cho việc ẩn núp dương thần thay một chiếc áo màu đen ngắn tay hơi sát người phía dưới là một cái quần màu nâu đen dài gió đêm lạnh lẽo thổi qua dương thần nhảy lên vài cái rồi lại làm mấy động tác vạn người cổ quái toàn thân vang lên tiếng kéo răng rắc khoảng 2 phút sau mới dừng động tác đó. Phù, thở dài một hơi, dương thần ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng bị mây che phủ, lộ ra ý tươi cười thoải mái, cũng may cơ thể mình vẫn còn chưa bị hen gì, vừa dứt lời, bóng dáng dương thần biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện là đã ở trên đỉnh một ngôi nhà ba tầng cách đó 10 mét, cơ thể linh động như một con báo giỏi rượt bay, nhảy thật nhanh qua các nóc nhà, chạy về phía ngôi nhà lớn đèn sáng trưng ở bên bờ sông, không đến 2 phút, Dương thần đã ngồi xổm trên một cái cây lớn chọc trời, phía trước không đến 30 mét chính là Trần Công Quán, đó là một căn nhà 5 tầng lớn diện tích tầm 800 mét vuông, theo như tư liệu. Vợ của Trần Đức Hải sau khi sinh ra Trần Phong không lâu thì bị ung thư vú mà chết, vì thế nên ngôi nhà lớn như thành lũy này thực tế chỉ có hai cha con ở mà thôi. Đương nhiên, tay chân bảo vệ họ chiếm địa bàn rất lớn, vị trí của con người ngày càng cao thì lại càng lo lắng cho an nguy của mình trần đức hải cũng không ngoại lệ dương thần chỉ là mới nhìn sơ qua từ trần công quán đi vào chỉ có một cửa chính ngay trước cửa có tám tên tay sai đứng đó bên trong sân thỉnh thoảng có mấy tên vệ sĩ đi đi lại lại tuần tra nhưng xem ra số người không nhiều nếu như lén lút đi vào một cách cẩn thận thì không khó để đi vào căn nhà dương thần sẽ không tin một nơi lớn như thế mà chỉ có mấy người như vậy như hôm nay mà nói thì tuyệt đại đa số tay chân đều là ở bên trong nhà trọ đợi lệnh để bảo vệ sát sao cha con nhà họ trần lẻn vào bên trong ngôi nhà đối với dương thần mà nói thực sự không khó có điều những cái này không phải là trọng điểm dương thần suy xét chỉ là không rõ trần đức hải ở vị trí nào trong ngôi nhà lớn này nghĩ nên làm thế nào để tìm được cha con trần đức hải trần phong vì thế dương thần cảm thấy vẫn nên tìm người để hỏi thì tốt hơn nghĩ đến đó bóng dáng dương thần liền rời khỏi cành cây đến khi xuất hiện lại thì đã đứng ở trước cổng lớn của Trần Công Quán, vẻ mặt cười mỉm, tám tên tay sai khi nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện thì ban đầu là kinh ngạc, sau đó thì bật người lập tức bao vây. Đứng lại, anh là ai, biết đây là đâu không hả, một tên trong đó lạnh lùng nói, Dương Thần cũng không trả lời. Khi còn cách khoảng 5 mét, đầu ngón chân ấn mạnh xuống đất, cơ thể như một mũi tên bắn, lao người về phía tám người đàn ông tám người căn bản không phản ứng lại. Bọn họ tuy trong người đều có súng nhưng cự ly gần như thế này căn bản không có cơ hội lấy ra. Một người trong đó muốn giơ tay lên chặn lại thì lại bị nắm đấm tay vung tới bất ngờ của dương thần đấm vào. Một cảm giác đau đớn như xé nát gan phổi, xương bàn tay như bị nghiền nát ra vậy, nếu từ xa nhìn lại, cơ thể của dương thần dường như đã thoát khỏi lực hút của trái đất. Toàn bộ cơ thể xoay qua 8 người đàn ông một góc 360 độ, như cơn lốc xoáy màu đen vậy. Hai chân hai tay lần lượt tiếp xúc với tám người một chút, lần lượt tiếp xúc sát gần với nắm tay, ngực, bụng của tám người, cảnh tượng này xảy ra với tốc độ vô cùng nhanh, không đợi tám người phản ứng hoàn toàn, tám người liền đã ngã chỏng vó dưới đất. Vì phần nào đó của cơ thể bị đánh đau đớn đến mức lộ ra vẻ dữ tợn, tiếng kêu đau, gào khóc khó kiềm chế được vang lên, người đàn ông dẫn đầu kia cảm thấy xương bàn tay của mình đều dập nát biết rằng gặp phải một kẻ đáng gờm, không dám phản kháng hơn nữa, toát mồ hôi lạnh, mạo hiểm vội với tay ấn chiếc bộ đàm mini, muốn thông báo cho tất cả mọi người bên trong, không ngờ một chân đi giày thể thao đột nhiên đá vào má của gã, đập nát chiếc bộ đàm mini thì không nói nhưng đầu của người đàn ông ngoẹo sang một bên, từ khóe mắt, lỗ tai, mũi miệng đều phụt máu, xương ở đầu lõm xuống dị dạng, thứ chất dịch màu nhờ nhờ chảy xuống đất, sắp không sống được nữa rồi bảy tên khác vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy tình trạng thê thảm kia, hít một hơi lạnh vào, cảm giác vô cùng sợ hãi, người trẻ tuổi trước mặt kia vẫn giữ được nụ cười mỉm. Nếu như trên thế giới này thực sự có ác ma của địa ngục thì nụ cười ác ma đó có lẽ chính là như thế. Bảy tên tay sai vốn định phát ra cảnh báo thì mồ hôi lạnh chảy xuống dòng dòng nhìn Dương Thần, sợ tới mức không dám nhúc nhích, Dương Thần rất hài lòng với kết quả như vậy. Còn về việc giết phần tử xã hội đen, căn bản không để tâm. dù sao thì mạng người trong tay hắn nhiều đến đủ xếp thành tòa nhà cao chọc chơi rồi. tôi đang vội, không phí thời gian vô nghĩa với các người. tôi muốn biết trần phong, trần đức hải bây giờ đang ở đâu. các người nói ra thì tự biến đi. nếu không nói ra thì tôi sẽ giúp các người biến đi. dương thần nói với ngữ điệu rất nhẹ nhàng, tùy ý như một người hỏi bật lửa để châm thuốc ở trên phố vậy. có thể trong tay của bảy người đó cái từ biến. Mà hắn nói lại giống như sự hiệu triệu của từ thần vậy. mươi 37, ngược đãi, với sự phối hợp của bảy người đó, dương thần rất nhanh chóng hỏi ra được vị trí cụ thể của hai cha con Trần Đức Hải. Còn bảy người đó thì nhanh chóng bị đánh ngất ném sang một bên đường. Trước khi dương thần hoàn thành những việc cần làm, họ rất khó mà tỉnh lại được. Chuyện lèn vào không gây tiếng động là chuyện vô cùng quen thuộc đối với dương thần. Cảm quan nhạy bén luôn quan sát tất cả những động tĩnh xung quanh bước chân nhanh như bay dường như không phát ra bất kỳ âm thanh nào cơ thể hắn như đi xuyên vào màn đêm biến mất trong không trung do sơ đồ địa hình cụ thể của trần công quán hắn đã ghi nhớ kỹ rồi vì thế dương thần rất nhanh chóng tìm đúng mục tiêu theo như lời nói của bảy người kia trần phong giờ này hẳn là đang ở bên trong phòng riêng còn trần đức hải thì bọn họ không xác định được nếu không phải ở phòng đọc sách thì là ở phòng khách bay qua hai ban công thuận tay đánh ngất xỉu bốn gã vệ sĩ một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động, bóng dáng dương thần như bóng quỷ tiến đến một căn phòng rộng của tầng 3. Lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng trong phòng đèn vẫn sáng, bóng cây đu đưa khiến cho cái bóng của dương thần dưới ánh trăng càng khó bị phát hiện hơn, khi gió lạnh thổi qua tấm rèm che cửa sổ. Cảnh tượng bên trong cánh cửa thủy tinh trong suốt lọt vào tầm mắt của Dương Thần, bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy quả nhiên có một bóng dáng mà hắn đã quen thuộc trần phong tuy nhiên lúc này trần phong căn bản không chú ý đến vị khách không mời đứng ở ban công cửa sổ y đang làm một việc mà người thường nhìn vào cũng phải sôi sục máu lên trên chiếc giường thấp nhưng to trong phòng trần phong một cơ thể trăng trắng của một người phụ nữ đang nằm sạm ra hai tay và chân của cô ta đều bị cột chặt bởi loại tất đen loại sợi vừa có tính đàn hồi vừa có độ co giãn này lúc này đã ghìm cho chân tay của người phụ nữ đó có vết bầm tím, làn da trắng của cô ta lúc này đã có mấy chỗ bầm tím, xem ra trước đó đã từng chịu sự đối đãi thê thảm, mái tóc nhuộm của người phụ nữ rối tung, vì dãy ruột cùng với mồ hôi khiến cô ta trông rất luộm thuộm. Khuôn mặt cũng gọi là xinh đẹp đỏ lên, cái miệng bị nhét bởi một một thứ giống như quần lót của phụ nữ, khiến cho người phụ nữ chỉ có thể kêu lên, u, u chứ không thể nói ra lời. Dương thần nhìn thấy người phụ nữ bị ngược đãi, cảm giác đầu tiên là có chút quen thuộc. Nghĩ kỹ lại thì đúng là cảnh ban đầu gặp Lâm Nhược Khê trong quán rượu nhỏ, người phụ nữ đi đến quyên rũ mình, sau đó dẫn theo một nhóm đầu chọc và thanh niên trai tráng đến gây xung đột. Dường như là em gái của tên đầu chọc đó, không ngờ lúc này đây lại cùng với Trần Phong, rất hiển nhiên, Trần Phong đối với loại gái diêm rúa lẳng lơ này cũng chẳng ra sao lúc này toàn thân y trần như nhộng nằm trên giường, dưới chân thả đầy các thứ đồ chơi tình dục cao su, nhỏ thì giống như hạt của chàng hạt, lớn thì giống như miệng bát. Nhưng những dụng cụ đó tiêm nhiễm thứ chất lỏng thối nát, khiến cho ga giường bị ẩm ướt, trần phong dáng người hơi gầy, xem ra bình thường là buông thả dục vọng quá độ, phần giữa của cơ thể trần như nhộng đó, cậu nhỏ đã gục xuống. Căn bản không có nổi tinh thần để vươn lên nữa nên co lại như một con sâu nhỏ, ha ha, ha ha cái con lợn xề này, cô, khóc đi, cô kêu đi, dám tìm đàn ông sau lưng tôi, xem tôi chị cô như thế nào, cho cô chết, trên mặt trần phong lộ rõ sự điên cuồng lệch lạc, vừa chửi vừa dùng chân không ngừng đạp mạnh vào má, vào phần ngực mềm và chỗ ẩm ướt ở giữa đùi người phụ nữ kia, chơi cô là để mắt đến cô, đợi đến mai tôi gọi con bé họ lý kia đến chơi thì tôi sẽ vứt cô cho mấy thằng em tôi, chẳng phải cô, Phát Xuân, thích trai sao? một mình tôi cô không thỏa mãn vậy thì sẽ đến lượt mấy thằng anh em đó xem cái bộ dạng đồ lẳng lơ nhà cô thế nào cứ tưởng thật sự là người phụ nữ của trần phong này sao cô không biết nhìn cái mặt lợn của mình đó là do thiếu ra đây buồn chán thôi chứ không thì ai thèm chơi cô chứ trần phong kêu gào một hơi lớn dường như đã bị mê muội vậy cô muốn chơi thì tôi sẽ dùng đầu ngón chân đâm vào cô cho cô chơi người phụ nữ hiển nhiên đau đớn xấu hổ muốn chết nhưng cái quần lót hôi thối bịt kín miệng cô ta. Cô ta muốn hét lên, muốn khóc lên nhưng cái mùi buồn nôn đó khiến cho cô không ngừng có cảm giác buồn nôn, nước mắt chảy ảo ảo xuống trên chiếc ga giường. Vì cô ta khóc nên cơ thể không ngừng run rẩy. nhìn thấy người phụ nữ trước mắt này sắp bị lăng nhục đến chết, dương thần cảm thấy cũng không nên. Có lẽ bản thân người phụ nữ này vốn không đáng để thông cảm nhưng người như Trần Phong dường như phải chết trước mới đúng khi Trần Phong cầm một cây roi ra ở trên giường lên, đang định quật thật mạnh thì từ phía sau cửa kính đột nhiên vang lên một tiếng, ầm. Ai đó, Trần Phong kinh hãi xoay người ra, khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ở ban công cửa thì thiếu chút nữa là tè ra quần, làm sao thế, mấy mấy ngày không gặp mà đã quên rồi sao, khóe miệng dương thần cong lên, lôi từ trong túi quần ra một điếu thuốc, chậm chậm châm thuốc, mùi hóc môn nam nữ trong cái phòng này quá nồng lại còn có mùi rất mảnh của nước hoa Gucci của Nam nữa. Hai cái mùi hoàn toàn khác nhau hỗn hợp sộc lên mũi. Vừa nghĩ đến mùi vị cái thứ chất mà đôi nam nữ này tiết ra, Dương Thần cảm thấy vẫn nên hút thuốc cho thoải mái. Trần Phong ngay lập tức run rẩy cầm cây roi ra làm động tác tự vệ, cẩn thận rút lui nói, Dương. Dương Thần, mày làm thế nào mà lại ở đây? Người phụ nữ bị trói ở trên giường nhìn thấy Dương Thần cũng ngừng khóc. Cô ta cũng nhận ra người đàn ông này người đàn ông hôm nọ cũng khiến cho cô tức giận cũng là người đàn ông mà anh trai cô không thể giúp cô báo thù nếu như là dương thần trước đây thì người phụ nữ này vô cùng ghét nhưng xuất hiện đột nhiên trong giờ phút này thì khiến cho người phụ nữ này cảm thấy dương thần quả thực chính là chúa cứu thế dương thần có chút chế nhạo nhìn cậu nhỏ của trần phong cười nói tiểu tử trước đây ở chợ tao hình như đã nói rồi tao ghét nhất là bị uy hiếp mày tao đâu có uy hiếp mày Mày uy hiếp nhà họ Lý, bọn họ là bạn của tao, như thế tức là mày uy hiếp tao rồi." Trong mắt Trần Phong hiện lên một tia thâm độc, cười lạnh lùng nói, "Dương Thần, mày tưởng mày vào rồi thì còn ra được sao? Chỉ cần tao hô lên một tiếng thì thủ hạ của cha tao sẽ đến bắn mày thành như cái tổ ong vò vẽ." "Mày cứ thử xem." Dương Thần thả khói thuốc, chậm chậm đi gần đến chỗ Trần Phong. "Hừ, mày cũng thích lý tinh tinh đó, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?" nằm mơ đi. Lý tinh tinh kia tao chắc chắn sẽ phải vào tay tao. Hơn nữa còn phải làm cho nó ánh bụng lên sau đó lại đến lượt thủ hạ của tao chơi nó. Trần Phong quát lớn lên một tiếng, sau đó lập tức mở cửa phòng ở phía sau người y, có ý đồ thoát khỏi căn phòng. Nhưng bóng dáng của Dương Thần trong nháy mắt lại bước qua cự ly 5 mét, bàn tay cứng như cốt thép đóng mảnh cánh cửa lớn vào. Thuận thế một cái tát mạnh rơi ngay vào má Trần Phong, Trần Phong bị đánh đến ngây người làm sao mà dương thần lại đột nhiên xuất hiện ở ngay cạnh mình như thế nửa khuôn mặt sưng đỏ lên đau muốn chết y hốt hoảng thất thố nấp vào một góc chỉ vào dương thần rồi hô lên mày không được qua đây người của cha tao rất nhanh sẽ đến đây giết mày dương thần trực tiếp bôi đầu màu thuốc lá và nhổ nước miếng vào mặt trần phong mặt hắn không chút biểu lộ tâm trạng gì đi đến trước mặt y từ trên cao nhìn xuống dưới nhìn trần phong giống như một con nhím co mình không dám ngẩng đầu tao vốn là muốn cho mày vui sướng đến chết nhưng lời mày nói làm tao đổi ý mày hình như rất thích chơi gái thế thì tao phải cho mày không còn chơi gái được nữa vừa dứt lời một chân đá mạnh vào cái phần thịt nhỏ ở giữa hai đùi của trần phong á à, trên phong kêu giống lên như con sói đêm tiếng kêu thê thảm phá tan sự tĩnh lặng của toàn bộ căn nhà chương 38, mươi phá cửa nhìn thấy trần phong hôn mê cơ thể cuộn cong vào phía dưới một đống thịt máu nhảy nhụa dương thần liền dừng lại liếc nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đang sợ hãi đến trắng bệch cả mặt hắn lại một lần nữa lộ vẻ vô hại với nụ cười ấm áp đừng sợ tôi đến không phải là giết cô dương thần cười khiến cho cô gái sắp bị sợ đến mất đi kia suýt nữa mất kiểm soát cầu xin xin anh tha cho tôi cô ta căn bản nói không ra lời đừng sợ tôi đã nói là không giết cô mà dương thần buồn bực nhíu mày hỏi cô đã ở cùng với trần phong rồi Vậy cô có biết Trần Đức Hải bây giờ ở đâu không? Cô ta thấy Dương Thần thực sự không giết mình thì mới yên lòng một chút, nhỏ giọng nói, tôi, tôi cũng không chắc chắn, bình thường ông Trần sẽ đều ở trong căn phòng ở tầng cao nhất. Ừ, xem ra mấy cái tên ngu xuẩn đó không gạt mình, Dương Thần thì thảo nói một câu đi ra về phía cửa, cô ta nhìn thấy, cũng bất chấp sợ hãi kinh ngạc hỏi, anh không chạy trốn sao? Chạy trốn, vì sao? dương thần quay đầu lại tiếng kêu vừa nãy chắc chắn đã thu hút đám thủ hạ rồi bọn chúng rất nhanh sẽ xông lên thôi cô gái có chút lo lắng cho dương thần mặc dù cô ta bị tất chân cột chặt không động đậy được dương thần cười như không có gì tốt nhất trần đức hải cũng đích thân đến đây nói xong hắn liền đi ra khỏi cửa tiện tay đóng cửa vào theo trí nhớ phòng đọc sách của trần đức hải ở chính giữa tầng trên cùng của tòa nhà cũng là vùng trung ương của bốn tầng dương thần sau khi đi vào hành lang thì trực tiếp đi về phía chỗ cầu thang của nhiên chưa đi được mấy bước thì ở cửa cầu thang trước mặt liền đã kéo ra không ít người ai nấy đều mặc bộ quần áo đồng phục màu đen đứng như màu cánh cửa nhưng trên ta thì đều đã cầm vũ khí có côn điện cũng có đeo găng tay bọc sắt dương thần đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng thủ hạ của trần đức hải không có súng nhưng dù sao thì cũng là ở trong nước sự quản lý chặt chẽ về súng của chính phủ nước trung quốc đều nổi tiếng trên toàn thế giới về sự nghiêm ngặt. Không thể tù hạ nào cũng có trang bị súng được. Vì thế nên những người thực sự sẽ cầm súng chĩa vào mình thì chắc chắn chỉ có một số những người tinh nhuệ mới có. Bọn tay sai nhãi nhép trước mặt bị dương thần quăng toàn bộ xuống lầu một cách không ác cảm. Dù sao cũng lâu rồi không ra tay mạnh. Có ba bốn người cùng xông lên phía mình thế này để mình luyện tập. Dương thần cũng thấy rất vui khi một đám tay sai giận dữ muốn đánh chết cái con người trẻ tuổi đang đùng đỉnh này thì bọn họ rất nhanh chóng phát hiện ra bọn họ căn bản ngay cả mục tiêu cũng không nắm giữ được bước chân dương thần nhanh như chớp điện mỗi lần di chuyển đều như một kỹ xảo truyền hình đặc biệt bóng ma trong sự di chuyển dường như đơn giản cơ thể dương thần như con thoi đưa đi đưa lại trong phạm vi tấn công vây quanh của hơn chục người mỗi một lần ngắn ngủi tạm dừng tay đều nắm lấy cổ tay đang cầm vũ khí của một tên nào đó sau đó đánh thật mạnh vào tay của tên đó. Cuối cùng một tên không may bị đánh vào cánh tay, chân, vận khí thật đen, trực tiếp bị đánh một gậy vào chán, không có cách thức, không có lối mòn nào cả, sự di động nhanh, tính toán chuẩn xác, đơn giản mà hiệu quả, không hề dây dưa dài dòng, khiến cho một vùng 20-30 mét vuông ở cửa trên hành lang trở nên loạn. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đen không ngừng đi lại trước mặt bọn họ, căn bản không dám nhẹ nhàng đánh cây côn điện xuống bởi vì bọn họ mà không cẩn thận một chút thôi là sẽ đánh tàn phế chính người ở phe mình, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên ở chỗ hành lang. Chưa đầy một phút, hơn 30 tên tay sai, chỉ còn lại 4-5 tên sợ hãi núp sang một bên, tất cả những tên khác đều ngã la liệt kêu thảm thiết trên đất không dám đứng dậy nữa, dương thần phẩy phẩy tay, cười nửa miệng nhìn năm người còn lại không dám tiến lên kia, các ngươi không đến chơi. Năm người cuống quýt lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khi khóc, sau khi đi đến tầng 4 không có một sự cản trở nào. Dương Thần rất dễ dàng tìm được cửa phòng đọc sách ở vị trí trung tâm, cửa chính là loại cửa thép tinh chế đặc biệt chống trộm, nếu như không ngoài dự đoán thì còn chống cả đạn nữa. Dương Thần nhìn thấy thiết bị giám sát ở trên hành lang, cười cười có chút vô vị. Trần Đức Hải thực sự là một lão cáo già. Ông ta biết rõ bản thân mình đã vào bên trong ngôi nhà nhưng lại không vội vàng đến xử lý mình, mà lại sai đi trước 30 tên thủ hạ để thăm dò mình xem. Bây giờ ông ta nấp ở một cái phòng giống như thùng sắt, muốn vào đến bên trong thì chẳng khác gì đi vào thiên la địa võng rồi, kỳ thật nếu không phải là mình thì cái chiêu này cũng là không tồi. Nhưng ông ta chắc chắn không biết rõ được thực lực thật sự của mình, chứ nếu không thì sự lựa chọn sáng suốt của ông ta chắc chắn sẽ là sớm chạy trốn cánh cửa thép dày trước mặt dường như không thể phá vỡ nhưng dương thần cũng không để tâm nếu như là mình của hai năm trước thì có lẽ cần phải mất lâu thời gian hơn mới có thể mở nó ra được nhưng mình của ngày hôm nay cùng với sự thay đổi của công phu cổ quái mà mình tu luyện thì sự phòng ngự như thế này chẳng có tác dụng gì lắm hít một hơi lên dương thần chân như sấm đánh đạp vào tấm cửa thép dày dầm sau so tiếng kêu nặng nề vang lên trên hành lang cánh cửa thép đã dễ dàng bị lõm vào mặt tường đá hoa liên kết với chỗ nối của bức tường thì lại càng bị dương thần đạp bị vỡ toác, vụn của đá hoa rơi xuống đất. dương thần hài lòng thu chân về, đi về phía trước nhẹ nhàng đầy. ầm um, một trận bụi mù tung bay lên, cánh cửa thép đổ nghiêng về phía trong phòng và đã bị ép mở ra như thế. bên trong căn phòng đọc sách sáng đèn, quả nhiên có không ít người đứng đó. tiểu huynh đệ thân thủ thật giỏi, một âm thanh bình tĩnh không gợn sóng có chút trầm thấp phát ra từ người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi. Dương thần chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra Trần Đức Hải. Bởi vì người đàn ông này ngoài mái tóc có mấy phần xám trắng, khuôn mặt vô cùng giống với Trần Phong. Cơ thể thì không to lớn lắm, chỉ là có nhiều hơn mấy phần bể dâu cuộc đời và sự che lấp. Phía sau Trần Đức Hải có người vệ sĩ mặc đồ tây đang đứng. Lúc này ai nấy vẻ mặt trầm trọng, tay đã luồn vào sườn áo của mình hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể lấy súng ra khiến dương thần có chút không ngờ chính là người đàn ông đứng gần trần đức hải nhất chính là người đàn ông đầu chọc cường tráng gặp ở quán rượu hôm trước lúc này anh ta đã là một trong những thủ hạ thân tín nhất của trần đức hải bảo vệ sát thân sự an toàn cho trần đức hải gã đầu chọc đó nhìn thấy dương thần thì trong lòng có vài phần ngạc nhiên nghi ngờ nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài gì nhiều ngại quá phá hỏng mất cửa của ông rồi dương thần nhếch mép lên cười không chút hoang mang đi vào bên trong phòng đọc sách trần đức hải bên ngoài cười nhưng bên trong không cười nói không sao cái cũ không đi cái mới sao tới cửa hỏng rồi không sao có người bồi thường là được rồi nếu như tôi không bồi thường thì sao vậy trước hết mời tiểu huynh đệ nói cho tôi biết vì sao đến nhà tôi làm mấy chuyện này rồi sau đó tôi sẽ quyết định trần đức hải dùng một ngón tay khô gầy gõ lên bàn làm việc trần đức hải tôi lăn lội ở trung hải hai 30 năm, không phải là người không biết đạo lý. Tiểu huynh đệ thân thù phi phàm, nếu như có thể thì tôi hy vọng chúng ta là bạn chứ không phải là thù. Dương thần không chút để ý gật gật đầu, nhìn sang xung quanh. Bên trong phòng đọc sách của Trần Đức Hải, giá sách lớn đặt đầy sách, các loại sách bảo trong và ngoài nước đều có. Trên một chiếc bàn nhỏ còn có bút nghiên, là dùng để viết chữ bút lông, xem ra ông đọc không ít sách, trình độ văn hóa không tồi. Dương thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Trần Đức Hải nhíu nhíu mày. Dù là lăn lộn trên đời thì thời buổi này cũng không phải là chỉ dựa vào tâm huyết là có thể thành được, ông ta dường như không hiểu ý của Dương Thần muốn nói gì. Dương Thần gật gật đầu cho là đúng, tôi muốn nói, nếu như đứa con Trần Phong của ông có đầu óc bằng một nửa ông thì hôm nay ông sẽ không phải chết, Dương Thần rạng rỡ cười nói. Chương 39, hai con đường, vẻ chân tĩnh của Trần Đức Hải bắt đầu chuyển sang nghiêm nghị chán của hắn phảng phất một đám mây đen, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi trận lôi đình. Cái gì mà con tôi với chả không con tôi, thằng Phong từng có lễ qua cậu à, Dương thần lắc đầu. Giải thích rất lằng nhằng, tóm lại nếu không có nó, ông còn có thể sống thọ hơn, chú em. Chú hình như không hiểu hoàn cảnh của mình. Ồ, Dương thần lúc này đi tới gần bàn làm việc khoảng 5, 6 mét thì dừng lại, cười đáp, hoàn cảnh gì, Trần Đức Hải vỗ tay, phía sau có hơn 10 tên vệ sĩ mặc đồ đen cùng lúc rút từ trong người khẩu súng tự động đời 80 sản xuất trong nước. Một loạt họng súng tối om đều nhắm thẳng về phía dương thần, không khó tưởng tượng. Chỉ cần không quá nửa giây, tất cả ngón tay của bọn chúng đều đồng loạt bóp cò thì người dương thần sẽ có hơn 10 vết đạn. Chú em quả thật rất giỏi đánh đấm. Trần Đức Hải nhờn nhơ vân vê chiếc nhẫn bằng ngọc phì thúy đeo ở ngón cái của mình, chậm rãi nói lúc đầu ta còn định để cho người giỏi đánh đấm như chú em làm việc cho ta, nhưng chú em lại không biết nắm bắt, lẽ nào chú tưởng thuộc hạ của ta đều không biết dùng súng. Ông tưởng ông thông minh lắm sao, dương thần không nhịn được cười, đáp lại, ý tưởng thâm độc lộ ra trên hai tròng mắt của Trần Đức Hải. Ít nhất thì tao sẽ không đơn thương độc mã đối chọi với hơn 10 tay súng ở đây. Nếu tôi cứ động thủ thì sao? Dương thần tò mò hỏi vặn, Trần Đức Hải nổi cáu đập tay xuống bàn tao không nói chuyện lôi thôi với mày mày chỉ có hai con đường một là giải thích rõ ràng ngọn nguồn sự việc tại sao lại xuất hiện ở đây đêm nay tao đang suy xét xem lựa chọn thứ hai của mày sẽ xử lý như thế nào hoặc mày sẽ ăn đống đạn của tao cho mày tận hưởng tao cũng có hai con đường cho bọn mày dương thần cười ha hả quét mắt nhìn đám vệ sĩ đang cầm súng trong tay nói tiếp con đường thứ nhất bọn mày chĩa súng bắn thằng cha già này tao sẽ giữ lại mạng cho bọn mày còn con đường thứ hai là chúng mày sẽ phải chết hết xem ra không nói chuyện được rồi trần đức hải nổi giận đùng đùng mím môi hạ lệnh nổ súng đột nhiên hắn thấy lạnh sau gáy lão hổ mày nghìn cân treo sợi tóc trần đức hải đột nhiên cảm thấy có vật thể buốt lạnh nằm sau gáy không cần nghĩ cũng đoán được ra đó là họng súng chỉ thấy đứng sau trần đức hải là tên đầu chọc lúc này hắn đã chuyển hướng nòng súng vào đức hải nét mặt rất cương quyết. Lão hổ, mày có ý gì? Trần Đức Hải bấu hai tay vào ghế ra, tay chuyển màu trắng bệch, y hiển nhiên giận dữ đến cực độ, mắt tên đầu chọc trắng dã, đằng đằng sát khí, đáp, chẳng có ý gì cả, tôi muốn sống, cho nên tôi chọn con đường thứ nhất. Ha ha, Trần Đức Hải cười giận dữ, mày điên rồi, mày tưởng mày giết tao xong, những đứa còn lại sẽ không bắn chết hai đứa bọn mày, tên đầu chọc trầm giọng xuống, tôi đánh cược, coi như lời anh ta nói là sự thật, thấy cảnh tượng ấn tượng xảy ra trước mắt, dương thần có thoáng chút lăn tăn suy nghĩ. Anh nói với tên đầu chọc, đầu chọc, bây giờ mày nổ súng giết chết ông chủ mày, tao hứa sẽ đảm bảo mạng sống cho mày, lúc này, vài tên vệ sĩ chân tính trở lại, lập tức có hai tên chĩa súng vào chán tên đầu chọc, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng giết chết hắn ta, Trần Đức Hải giận dữ mở to đôi mắt, cười đáp lại, lão hồ, mày theo tao bao nhiêu năm, thật không ngờ mày lại chọn thời điểm ngu xuân lúc này để phản bội tao. Giờ mày buông súng vẫn còn kịp, nếu không khi mày nổ súng chỉ trong nháy mắt cả mày và nó cũng đều phải chết, đầu chọc dương mắt nhìn dương thần. Thấy dương thần có vẻ như đang theo dõi một vừa kịch, gương mặt hắn lộ lên vẻ u tối, sau cùng mắt hắn bừng sáng hy vọng, tràn đầy quyết tâm. Trần lão đại, tôi tiễn ông lên đường, mày, bằng, bằng, bằng trong thư phòng, tiếng súng vang lên chỉ trong chớp mắt, tiếng nổ vang dữ dội rung động cả tầng nhà viên đạn phóng ra từ khẩu súng tóe lửa đỏ rực xoẹt qua căn phòng tương đối hẹp tủ sách đồ gia dụng gốm sứ vỡ tan tành như phong đao chặt chém không gian có thể ở đây trong chớp mắt chẳng ai kịp có phản ứng gì bóng dáng dương thần mờ mờ ảo ảo chỉ trong nháy mắt đã ở cạnh tên đầu chọc dù trước đó còn đứng cách hắn ta 5 mét hai khẩu súng nhắm vào tên đầu chọc được dương thần bẻ hướng tới trần nhà đầu chọc đồng thời bóp cò, hai hướng lửa đạn nhắm kết liễu anh ta đột ngột phóng vào không khí. Sau khi tiếng súng đầu tiên nổ ra, hơn 10 tay súng còn lại đều hoảng sợ khi phát hiện mục tiêu mà chúng phải giải quyết không ngờ đã ở ngay đằng sau chúng thần không biết quỷ không hay dương thần lúc này ở cạnh hai tên gần nhất. Anh cướp hai khẩu súng của chúng nhắm vào những mục tiêu xung quanh, bằng, bằng, bằng tiếng súng nổ kéo dài liên tiếp sau đó, hơn 10 tên vệ sĩ đang định quay người bắn thì đồng loạt ngã nhào theo tiếng súng. Mỗi tên đều bị bắn đạn tới cùng một vị trí huyệt thái dương. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, giống như là những thước phim bị tua đi nhanh chóng mà đoạt ở giữa chẳng thể nhìn rõ diễn biến ra sao. Đầu chọc chỉ thấy sau một giây mình bóp cò mọi thứ xung quanh đã thay đổi họ hoàn toàn. Kẻ đứng thì đã ngã xuống, còn người đáng lẽ phải gục thì vẫn còn sống sờ sờ một giọt mồ hôi từ má rớt xuống. Đầu chọc ngơ ngác xoay người nhìn về phía dương thần đang ung dung cười. Đầu chọc nuốt nước bọt, hắn tưởng tim mình vốn dĩ đã ngừng đập giờ lại đập trở lại. Hắn thấy mình như đang mơ, người đàn ông trước mặt không hiểu sao lại làm ra được thần tích như vậy. Dương thần dường như chỉ là một động tác rất đơn giản. Anh vất súng sang một bên, đá xác Trần Đức Hải xuống đất, nhích ghế ra và thư thả ngồi xuống. Chú em tên gì? Dương thần điềm đạm cười, đầu chọc bừng tỉnh, lập tức lùi sang một bên, quỳ lại dưới đất, run dọc đáp, tôi, tôi là Trương Hồ, Giang Hồ gọi tôi là Lão Hồ. Chú theo Trần Đức Hải bao lâu? Tám năm, Lão Hồ rốt cuộc cũng đã giữ được bình tĩnh, và cẩn trọng trả lời. Vậy cũng có thể coi là thuộc hạ lâu đời của hắn ta, sao chú em lại tin tưởng ta? Sao lại cho rằng ta có thể thắng trong tình huống vừa rồi? Trương Hồ trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ một chút căm hận tôi giao mạng của mình cho trần đức hải giúp hắn ta giết người giúp hắn chiếm lĩnh địa bàn nhưng thằng con tạp chủng đó đánh thuốc cưỡng hiếp đứa em gái duy nhất của tôi hơn nữa hơn nữa còn là một số chuyện cho chết với em gái tôi trần đức hải nói sẽ cho em tôi một danh phận lúc đầu tôi vẫn tin hắn nhưng trần đức hải hắn ta không phải là người hắn ta coi em gái tôi còn không bằng con người cần thì hắn chơi chơi chán thì hắn vất sang một bên Trước đây, em gái tôi là một nữ sinh trong trẻo ngây thơ, nhưng bây giờ, bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn, bố con chúng nó đã hủy hoại cuộc đời người thân duy nhất của tôi. Tôi, tôi từ lâu đã muốn giết chết bọn chúng, nói đến đây, đôi mắt Trương Hồ đỏ hoe, hai hàng nước. Chương 40, chuyện phòng riêng, là đàn ông khóc cái gì mà khóc? Dương Thần bất đắc dĩ thở dài. chính mắt, anh chứng kiến tất cả, biết Trương Hồ đau lòng vì em gái những lời này thì không thể là giả được nếu một người bình thường sẽ không bao giờ phản bội lộ liễu như trong tình huống gây cấn vừa rồi trương hồ đột nhiên ngừng đầu quệt nước mắt thành khẩn nói đại ca từ nay về sau mạng của trương hồ tôi sẽ là của ngài làm trâu làm ngựa cũng không hối tiếc dương thần phi cười đáp chú em kiếm chỗ nương nhờ dễ chịu thế sao chú em biết ta muốn làm đại ca của các chú sao chú biết ta sẽ đồng ý làm đại ca của chú Vậy, vậy, Trương Hồ nghẹn lời, nói không lên câu, xấu hổ đáp, Trương Hồ tôi ngoại trừ đánh giết, chiếm địa bàn, còn lại chẳng biết gì, đại ca nếu không ghét bỏ, hãy để tôi làm vệ sĩ bảo vệ đại ca, chú thấy ta cần người sao, ừm, mặt Trương Hồ trắng bạch trong nháy mắt, nghĩ lại cảnh vừa nãy, thân thủ dương thần quả thực rất khủng khiếp, đành phải cúi đầu nói nhỏ, không cần, nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của lão hổ. Dương thần có chút thích thu gã đàn ông có gương mặt sáng sủa này, quan trọng là gã ta là người can đảm, cẩn thận, biết người biết mình, biết tiến biết lui, biết ta thân thủ không tầm thường, lập tức cẩn trọng dập đầu nhận lỗi, không chút lỗ máng, tức giận lần này lại vì em gái đem mạng sống của mình ra đánh cược lựa chọn tin tưởng ta, ngẫm nghĩ một lúc, dương thần đứng dậy, nói với Trương Hồ, Trương Hồ, ta tuy là không tiếp tay cho chuyện phạm pháp nhưng không có nghĩa là không cho người khác tiếp tay. Lão đại, ý của ngài là, Trương Hồ thấy có tia hy vọng, lập tức ngẩng đầu hỏi, Dương Thần đi đi lại lại vài bước, mới trả lời, Trần Đức Hải chết đi, thế giới ngầm này sẽ lập tức thành một mớ hỗn loạn, tôi cần chú tiếp nhận vị trí của Trần Đức Hải, Trương Hồ bối rối đáp, lão đại, tiếp nhận địa bàn của con quỷ già đó, thật tình không khó khăn gì cả hiện tại hắn ta có vài trợ thủ đắc lực thì đều bị lão đại bắn hạ hết rồi giờ chỉ còn mỗi tôi mấy năm gần đây tôi ở trong hội cũng có tiếng tăm nếu tôi dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn bọn đàn em chấp nhận đi theo tôi chắc chắn sẽ không chế tốt địa bàn này nhưng tôi không làm nổi xã hội đen cũng có làm ăn buôn bán nhưng buôn bán gì thì tôi không biết vì trước kia lão già đó đích thân quản lý cây này thì tôi không rõ cây này chú không cần bận tâm dương thần cười đáp chú chỉ cần giữ ổn định địa bàn này đừng để cho thế lực của trần đức hải tan rã nắm chắc trong lòng bàn tay còn những chuyện khác ta sẽ để người khác đến nói cho chú biết phải làm như thế nào những người khác trương hồ nghi ngờ hỏi không phải lão đại ngài quản lý còn có người thích hợp hơn cả ta để tiếp quản từ nay về sau chú cứ nghe lời người đó mà làm việc còn đâu đừng hỏi thêm gì nhiều về hội tây minh chú chỉ cần lên thay vị trí của trần đức hải vẫn như cũ cứ theo ý của hội tây minh mà làm việc cũng không đợi trương hồ hỏi thêm dương thần xé một tờ giấy viết số di động của mình lên giấy rồi đưa cho trương hồ ừm đây là số của ta ta họ dương từ nay đừng gọi ta là lão đại ta không phải là trần đức hải không cần chú làm đệ tử của ta trương hồ vội vã cầm tờ giấy cầm chặt trong tay anh ta cười tươi vâng lão đại à không ngài dương dương thần hài lòng gật đầu việc tiếp theo chú tự mình sắp xếp, ta sẽ cho người trực tiếp liên lạc với chú, giúp chú quản lý thế lực này, nếu chú gặp phải khó khăn không dàn xếp được, có thể gọi điện cho ta, ta sẽ xem xét giải quyết giúp chú, nếu không có gì đặc biệt quan trọng, thì đừng gọi số này, trương hồ chăm chú lắng nghe, không dám có chút phản đối, dương thần nhìn đồng hồ trên tường, chuyến công tác này mất gần 2 tiếng, đã 12 giờ đêm rồi, nhớ tới lời hứa với sắc vi. Anh có chút nóng lòng. Anh nói với Trương Hổ: "Thời gian không còn nhiều, ta cũng đi đây. Em gái của chú hiện giờ có thể vẫn ở trong phòng Trần Phong. Trần Phong bị ta làm cho bất tỉnh rồi, khả năng vẫn chưa chết. Ta khuyên chú, có thể giao Trần Phong cho em gái chú xử lý, coi như luật nhân quả." Trương Hổ nghe đến hai chữ Trần Phong, trong mắt hiện lên vẻ căm hận, gật đầu: "Ngài Dương, tôi và em gái tôi đều phải đội ơn công ơn tái sinh của ngài. Từ nay có việc cần Trương Hổ tôi, chỉ một câu." núi đao biển lửa tôi cũng không chối tư, không biết thì đừng có mà nịnh bợ vuốt đuôi, cứ làm như là phim truyền hình cổ trang những năm 80 không bằng. Dương thần giờ khóc giờ cười vỗ vai Trương Hồ rồi đi thẳng ra khỏi thư phòng, do dinh thự Trần Công Quán đã bị làm cho lộn bậy, trên đường đánh vào trong, chẳng có vật cản nào với Dương thần. Anh ung dung đi ra cửa lớn, đi tới hướng tới chỗ chiếc xe đang dừng nhưng vẫn chưa đi được bao xa. Dương thần kinh ngạc khi phát hiện ra trong bóng đêm có ba chiếc xe cảnh sát đang dừng ở phía rừng cây bên cạnh. Hơn nữa, còn có không ít cảnh sát đứng đó. Dương thần đương nhiên không mốc tới mức cho là Trần Đức Hải đã gọi cảnh sát. Đây không phải là chuyện mỡ treo miệng mèo, mời mèo sơi. Hơn nữa, đám cảnh sát này dường như đang chủ động đợi phục kích ở đây. Chắc là đang phải thực hiện nhiệm vụ gì đó. Vừa trùng hợp ở đây thôi. Nghĩ vậy, Dương thần quyết định đi tiếp coi như chưa nhìn thấy đám cảnh sát nhưng chưa đi được vài bước đằng sau đã có tiếng hô lớn dừng lại một giọng nữ có chút quen thuộc trong trẻo êm tai cất lên dương thần quay người nhận ra người đang tới gần mình anh không giấu được vẻ mặt tươi cười à sao lại là cục trường thái muộn thế này mà còn đụng phải nhau duyên phận rồi nữ cảnh sát đang bước đến chính là người anh gặp một lần ở đồn cảnh sát tên là thái nghiên Cô mặc bộ cảnh phục màu xanh sẫm bước đi trong gió đêm. Vẻ mặt vi nghiêm hiếm thấy ở những người phụ nữ bình thường khác. Gương mặt được điểm tô thêm chút phân má và son bóng màu hồng nhạt trên bờ môi khiến cho cô nữ cảnh sát vốn tràn đầy tự tin lại có thêm vài phần quyến rũ, đáng yêu. Phong thái tuyệt đẹp giống như là đóa hoa dạ lan hương, thái nhiên có phần ngờ vực nhìn Dương Thần. Anh tới đây làm gì? Đây, Dương Thần có chút ngượng ngùng, xoa tay cười đáp, đây là là việc riêng, có thể không nói được không? Thay nhiên khinh bỉ nhìn ánh mắt cợt nhà của người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng không mất cảnh giác, bởi nhớ lúc trước trinh hắn ta đã dùng tay đánh bại hai viên cảnh sát, mặt không chút biểu cảm đáp, cảnh sát hỏi anh, anh thành thật khai báo, chuyện này có ích cho việc điều tra, dương thần đùng đỉnh đáp, cục trường thái. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ở cùng bạn gái bên bờ sông, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn, sờ nắn ngực của cô ấy xốc váy của cô ấy lên rồi véo vào cặp đùi nếu kể nữa thì vẫn còn thêm những chuyện khác tôi để cô ấy nắm vào cái chỗ kia của tôi cô không biết chứ cô ở đó ra tay rất mạnh chắc là hương phấn quá cô ta nói so với những thằng cha mà cô ấy từng sờ qua thì của tôi to hơn lúc đó tôi sướng lắm liền nghe đến vậy mặt trác nhiên lập tức đỏ ửng nghiến răng nghiến lợi đáp im miệng không được nói nữa gã đàn ông này sao mặt lại dày đến vậy dương thần nghiêm giọng đáp Cục trưởng Thái, cô muốn tôi trợ giúp việc điều tra, tôi đã phải thuật lại chuyện thầm kín của tôi cho cô. Thái độ của cô thật quá đáng với một công dân lương thiện muốn giúp đỡ cảnh sát điều tra. Thái nghiên xông lên định tắt dương thần một cái nhưng nghĩ tới vẫn còn công vụ. Cô nén cơn giận, nghĩ tới đạo lý, thục nữ 10 năm báo thù chưa muộn, cô vung tay, quát, biến, biến khỏi đây ngay.